khá là nhanh, tại vì riết đã có định hình sẵn trong đầu, mình thích cái kiểu nó hơi Japanese một tí. Và đây là first time mà riết mặc một cái outfit như thế này. Mất thời gian lâu không? Dạ không ạ, rất là nhanh ạ. Và cái cảm giác cái không khí hôm nay như thế nào của lễ thời trang? Mọi người rất là sôi nổi và náo nhiệt anh. Đây là tại vì đây cũng là lần đầu tiên Rick tham dự một cái show thời trang, đó là một lời chia sẻ rất là thành thật và rất là háo hức để chờ vào xem. Cảm ơn các bạn. Chào đón ca sĩ Nguyễn Thanh. Rồi sao cái gì nó cũng sống mỗi ngày. Mình đi ủng hộ cho nhà thiết kế nào nhỉ? À là mình có mong chờ cái bộ sưu tập nào? Mình chưa biết luôn. Hôm nay là có Nguyễn Thị nè, rồi Minh Châu, rồi Thanh Yên. Ai hả? Tiến Triển, Minh Châu, Tiến Triển, em nhớ có bạn đó không? Long Nguyễn Tiến Triển, Long Nguyễn, Minh Châu. À, tôi nghĩ là chúng tôi sẽ được chào đón diễn viên Thanh Thúy. Em thấy anh để tóc đi cơ, nó phải nhẹ thiên nó xong rồi anh ơi, tóc thấy được. Sao? Có bữa anh để tóc đi tôm á thì fan em đọc thì có vô bình luận. À, cắt môi hả? Cắt môi, right. Rick để cho vui thôi, Rick thích lúc này lúc kia cho nó phân phân chứ để hoài kiểu nó chán lắm. Thì sắp tới mình có cái kế hoạch mới nào? Sắp tới thì Rick nghĩ là Rick sẽ ra một cái MV và một cái album. Dạ. Thời gian phải bao lâu? Nếu mà MV thì có thể nhanh thì trong tháng 12, cuối tháng 12 này, còn chậm thì trong tháng 1. Còn album Rick nghĩ Rick sẽ ra vào sinh nhật Rick. Rồi thời gian cuối năm vậy thì cái Rick có bận rộn gì trong công việc của mình? Có, ngày nào cũng bận và một ngày chỉ ngủ được 3 tiếng là nhiều nhất. Yeah. Ngày nào mà hên cảm thấy trời thương là cho ngủ 6 tiếng. 3 tiếng như vậy thì cái Rick làm sao để có thể lấy năng lượng của mình để ngày hôm sau mình làm tiếp? Rick nghĩ là chuyện năng lượng là mình tự tạo cho mình thôi, tại vì bên cạnh mình giờ nó không có quá nhiều người có thể thúc ép được cái năng lượng nó lên, và mình phải tự sốc nó vậy thôi. Thưa quý vị, và bây giờ đây slot diễn đầu tiên của chúng tôi đã chính thức bắt đầu. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng di chuyển vào bên trong khán phòng, và của khán phòng sẽ đóng lại trong giây lát để phục vụ cho slot diễn. Xin trân trọng kính mời, và chúng tôi cũng xin được cảm ơn các anh chị phóng viên báo chí. Xin được cảm ơn những nghệ sĩ khách mời đã dành thời gian đến với không gian hội đỏ của Việt Nam International Fashion Week. Và cái thời gian, cái timeline, cái deadline nó rất là gần sát nhau, và vì đó là lý do mà khiến cho Rick hơi mất thời gian và cho không có thời gian nghỉ ngơi. Dạ. Và thưa quý vị tiếp tục gặp gỡ với các anh chị phóng viên trên hoạt động lúc này. Xin được chào đón diễn viên Thanh Thúy. Có một vài người và có một cái project sẽ có bao gồm gần hết tất cả các thành viên, nhưng mà họ chỉ xuất hiện trên mặt hình ảnh thôi chứ không có. Thưa quý vị, và theo tín hiệu từ ban tổ chức lúc này, slot diễn đầu tiên của đơn diễn thứ hai đã chính thức bắt đầu. Xin được mời những vị khách cuối cùng sẽ cùng khán vào bên trong khán phòng của chương trình. Trân trọng kính mời quý vị. Tại vì không biết là 10 bạn của mình sẽ diễn và lại đồng ý một bài âm nhạc mới, và rất là háo hức chờ người xem người bạn của mình diễn hôm nay. Nghe nói có tin đồn về cái chuyện tình cảm á, thì không biết là có thể chia sẻ một chút xíu về cái chuyện mình đang yên ổn hay là đang hạnh phúc? Đang hạnh phúc là mình. Thật ra cái chuyện mình nó thật ra khó nói. Chúng tôi xin được chào đón stylist Trần ạ. Liên không biết là phải nói như thế nào, tại vì mọi thứ nó cứ dở hương sao nó cũng chưa đi tới đâu. Trong đợt ra mắt phim Ròm á, thì cái đích của dẫn người yêu mình đi á, thì khi mà Thâu có chia sẻ cái clip mà lúc mà chụp hình người yêu của cái đích từ Trung á, thì có thể chia sẻ thêm về cái đoạn clip đó được không? Đoạn clip nào ạ? Đoạn clip mà lúc mà cái đích kêu người yêu mình tới chụp hình chung á, nhưng mà chị lắc tay từ chối á. À, tại vì bạn ấy ngại. Thì bạn hỏi không có quen trong môi trường đông đúc quá, có nhiều mọi người, thì bạn ấy nói là chưa giờ em đi phải này, nhưng mà tại Rick nghĩ là Sam làm cái gì đó cùng nhau sẽ vui, nhưng mà bạn chưa quen thời điểm đó. Nhưng mà quen một người làm trong showbiz như vậy thì bạn gái có gặp nhiều áp lực không? Rick nghĩ có, Rick nghĩ bạn ấy cũng gặp nhiều áp lực. Bản thân Rick từ Tokyo ngày thời gian đó thì cũng lúc mà còn quen. Bây giờ đón ăn là chúng tôi cùng với người bạn của mình rất là nhiều. Mình có thể gửi một lời chúc đến với chương trình của mình. Gửi một cái lời chúc mừng đến với chương trình hiện tại. Nhân dịp cái lễ hội Việt Nam International Fashion Week này thì cái xin chúc cho chương trình của chúng ta thành công và rực rỡ và có thêm những cái tạo nhiều cảm hứng cho tất cả các nhà thiết kế mới. Lý do cho hỏi câu cuối là cuối năm như vậy thì các chị sẽ dành thời gian cho gia đình và cho tình cảm của mình như thế nào? Rất nghĩ là cuối năm nay Rick sẽ dành thời gian nhiều cho bản thân nhiều hơn, tại vì Rick đã làm liên tục trong suốt một năm qua, 2 năm qua rồi, và mình cảm thấy là mình đến lúc mình còn phải quý trọng những cái khoảng thời gian cho sức khỏe của mình cũng giống như là cho cảm xúc và tâm hồn của mình nhiều hơn. Rick nghĩ là sẽ đi đâu đó trong nước xa xôi để có thể enjoy những cái không khí đó. Mùa cuối năm thì rất là nhiều sự kiện nhưng mà dịch bệnh nó đang quay trở lại đó thì có lo sợ chứ, sao không lo sợ như bao người. Bây giờ nó sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của tất cả người dân rồi, một khi mà Rick ra đường Rick cũng không có thoải mái ăn uống là đi đâu tất cả cùng bạn bè, và thậm chí là những cái show của Rick cũng đã hủy rất là nhiều. Đó là một điều thực sự rất là đáng buồn. Và xin được chào đón khắp mười hoa hậu hoàn vũ Việt Nam Phạm Hương. Là cái mọi người có thể kiểm soát những cái dịch này và mọi thứ có thể trở lại sớm trở lại. Kết lại năm 2020 thì chúng ta là mình đã làm được gì đó? Nghĩ là có một vài chuyện. Rick nghĩ là có một vài chuyện là Rick nó đã đạt hơn những gì Rick mong đợi, nhưng mà có một vài chuyện chúng ta đón tháng khôi Mỹ Hải lên plan từ trước nhưng mà cho tới bây giờ Rick vẫn chưa làm được, và chỉ có một vài chuyện thôi, và Rick hy vọng là từ tháng 12 này cho tới tháng 1 Rick sẽ hoàn thành những chuyện đó.